Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Với thước phân giác, ta có thể tìm được tâm của một vật hình tròn. Một nhỏ, định lý về hai tiếp tuyến cắt nhau. Câu hỏi 1. Cho hình 79, trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn tâm O. Hãy kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình. Ta gọi góc tạo bởi hai tiếp tuyến AB và AC là góc BAC, góc tạo bởi hai bán kính OB và OC là góc BOC. Định lý: nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì: thứ nhất, điểm đó cách đều hai tiếp điểm. Thứ hai, tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Thứ ba, tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm. Chứng minh: gọi BA, CA theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn tâm O, hình 79. Theo tính chất của tiếp tuyến, ta có cạnh AB vuông góc với cạnh OB, cạnh AC vuông góc với cạnh OC. Hai tam giác vuông AOB và AOC có cạnh OB bằng cạnh OC. Cạnh OA là cạnh chung. Nên tam giác AOB bằng tam giác AOC. Cạnh huyền, cạnh góc vuông. Suy ra AB bằng AC. Góc OAB bằng góc OAC. Nên AO là tia phân giác của góc BAC. Góc AOB bằng góc AOC nên OA là tia phân giác của góc BOC. Câu hỏi 2. Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng thước phân giác. Xem hình vẽ trong khung ở đầu bài 6. Hai nhỏ, đường tròn nội tiếp tam giác. Câu hỏi 3. Cho tam giác ABC, gọi Y là giao điểm của các đường phân giác các góc trong của tam giác. D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kể từ Y đến các cạnh BC, AC, AB, hình 80. Chứng minh rằng ba điểm D, E, F nằm trên cùng một đường tròn tâm Y. Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác gọi là ngoại tiếp đường tròn. Trên hình 80, đường tròn Y nội tiếp tam giác ABC, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn Y. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác các góc trong của tam giác. Ba nhỏ, đường tròn bàng tiếp tam giác. Câu hỏi 4. Cho tam giác ABC, K là giao điểm của các đường phân giác của hai góc ngoài tại B và C. D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kể từ K đến các đường thẳng BC, AC, AB, hình 81. Chứng minh rằng ba điểm D, E, F nằm trên cùng một đường tròn có tâm K. Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác. Trên hình 81, ta có đường tròn K bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC. Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác trong góc A là giao điểm của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C, hoặc là giao điểm của đường phân giác góc A và đường phân giác góc ngoài tại B hoặc C. Với một tam giác có ba đường tròn bàng tiếp. Bài tập 26. Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm bên ngoài đường tròn, kể các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn B, C là các tiếp điểm. A. Chứng minh rằng OA vuông góc với BC. B. Vẽ đường kính CD, chứng minh rằng BD song song với AO. C. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC, biết OB bằng 2 cm,
OA bằng 4 cm. Bài tập 27. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn O, kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn BC là các tiếp điểm. Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn O, nó cắt các tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự ở D và E, chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng 2 lần AB. Bài tập 28. Cho góc XAI khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc XAI nằm trên đường nào? Bài tập 29. Cho góc XAI khác góc bẹt. Điểm B thuộc tia AX. Hãy dựng đường tròn O tiếp xúc với AX tại B và tiếp xúc với AI. Luyện tập. Bài tập 30. Cho nửa đường tròn tâm O có bán kính AB. Đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn. Gọi AX, BI là các tia vuông góc với AB. AX, BI và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn, M khác A và B. Kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt AX và BI theo thứ tự ở C và D, chứng minh rằng A. Góc COD bằng 90 độ. B. Cạnh CD bằng cạnh AC cộng BD. C. Tích AC nhân BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn. Bài tập 31. Trên hình 82, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm O. A. Chứng minh rằng 2AD bằng AB cộng AC trừ BC. B. Tìm các hệ thức tương tự như hệ thức ở câu A. Bài tập 32. Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1 cm. Diện tích của tam giác ABC bằng A. 6 cm². B. Căn bậc 2 của 3 cm². C. 3 căn bậc 2 của 3 chia cho 4 cm². D. 3 căn bậc 2 của 3 cm². Hãy chọn câu trả lời đúng. Có thể em chưa biết. Hình 83 minh họa thước phân giác. Thước gồm hai thanh gỗ ghép lại thành góc vuông BAC. Hai thanh gỗ này được đóng lên một tấm gỗ hình tam giác vuông, trong đó AD là tia phân giác của góc BAC. Để tìm tâm của một hình tròn, ta đặt hình tròn đó tiếp xúc với hai cạnh AB và AC, hình 84. Vạch theo AD, ta được một đường thẳng đi qua tâm của hình tròn. Xoay hình tròn và làm tương tự, ta được một đường thẳng nữa đi qua tâm của hình tròn. Giao điểm của hai đường vừa kẻ là tâm của hình tròn.